Với tự game phức tạp và có lượng người chơi khổng lồ như Liên Minh Huyền Thoại, các YouTuber sẽ có vô vàn nội dung để khai thác. Những nội dung như hướng dẫn chơi game, tạo các video giải trí, phân tích cốt truyện cho tới tìm lỗi đều được cộng đồng ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, trường hợp của YouTuber Profor Akali lại khác hẳn khi anh chàng này đang bị tẩy chay bởi cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Profor Akali đang bị cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đồng loạt tẩy chay. Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc này đó là số lượt xem cũng như lượng người đăng ký mới hàng tháng của Profor Atali đang giảm nghiêm trọng. Theo thống kê từ chuyên trang Social, kênh của Profor Atali đã mất đi 5,599 triệu lượt xem trong vòng một tháng vừa qua. Hơn nữa, số lượng đăng ký mới trên kênh của anh chàng này kể từ tháng 1 năm 2021 tới nay cũng đã giảm rất mạnh. Số lượt xem của Profor Atali đã tục thảm hại trong vòng một tháng vừa qua. Lượng người đăng ký mới của Kurofor Akali kể từ tháng 1 năm 2021 tới nay đã tụt giảm liên tục. Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới sự tẩy chay kể trên từ phía cộng đồng Liên minh huyền thoại đó là việc Kurofor Akali thường xuyên đi Sumerup để làm video. Hiểu một cách đơn giản thì anh chàng này có kỹ năng của người chơi thách đấu nhưng lại chơi ở mức gian thấp. Khi đó, Youtuber này có thể lên mọi kiểu trang bị từ giả kiếm Doratha, cung phong linh chú ý hấp huyết mà vẫn giành chiến thắng. Anh chàng này thường xuyên lên đồ dị rồi hành gà ở ranh thấp để làm video. Rõ ràng là việc sơn rớp như vậy không hề được cộng đồng liên minh huyền thoại chào đón vì nó phá hoại trải nghiệm game của người chơi khác. Điều này khiến cho những video của Prof Akali có rất ít giá trị để người xem học hỏi. Vì vậy, Prof Akali đã liên tục nhận phải chỉ trích từ phía cộng đồng và nhiều người đã ngừng việc theo dõi anh chàng youtuber này một lý do có lẽ là quyết định dẫn tới sự xuống dốc của Crawford Akali đó là anh chàng này bị bóc phốt làm video sai sự thật. Nếu các bạn còn nhớ thì vào thời điểm cuối tháng 4 vừa rồi, Crawford Akali đã đăng tải video với tiêu đề tôi đã hack client liên minh huyền thoại và áp dụng các mã lệnh gian lận. Sau đó, anh chàng này bị những youtuber như Skinsolid, Vendorin chỉ ra rằng anh chàng này thực chất chỉ áp dụng loại tung cho phép tạo trận đấu ở chế độ phòng tập tại máy chủ PBE. Profor Akali từng làm video với tiêu đề Tôi đã hack client liên minh huyền thoại và áp dụng các mã lệnh gian lận. Thực chất thì anh chàng này chỉ thực hiện các lệnh ở chế độ phòng tập trong một trận đấu tùy chọn. Youtuber SkinSolid Solid đã ám chỉ Profor Akali là kẻ rối trá khi đăng video về việc hack client liên minh huyền thoại. Vendorin đã chứng minh hành động, Hackerlian Liên Minh Huyền Thoại của Profor Akali thực chất chỉ là tung cho phép tạo trận đấu tùy trọng ở chế độ phòng tập tại máy chủ PvE. Không dừng lại ở đó, Profor Akali còn lợi dụng hình ảnh của các nữ streamer Liên Minh Huyền Thoại rồi đặt ra một vài thử thách để tìm cách câu view. Tuy nhiên, những video như vậy chẳng hề giúp anh chàng này lấy lại sự nổi tiếng khi đã bị cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại tẩy chay. Colorful Akali cũng tìm cách lợi dụng hình ảnh của những nữ streamer nhưng không thành công. Có lẽ đã tới lúc anh chàng Colorful Akali này thay đổi cách làm video để lấy lại sự theo dõi từ phía cộng đồng liên minh huyền thoại. Những dạng video sai sự thật, đi cần bị loại bỏ và anh chàng này nên tập trung vào điểm mạnh nhất của mình là chơi Akali cực kỳ tốt. Nếu không thì chẳng mấy chốc kênh của Colorful Akali sẽ trở thành Dead Channel và không ai muốn xem anh chàng này nữa.